Sông này mà nhiều tôm thế hả anh? Ừ. Hay là người ta lấy mất rồi? Đây người ta lấy tôm rồi. Lấy rồi. Nên cứ mỗi ngày anh làm 2 cân, buổi sáng tầm độ mất 30 phút thôi, nên làm 2 cân là được độ 300 đến 500. Bao tiền một cân này? 250, ở đây bán 250, nếu mà đất Hà Nội thì không bao giờ có cái tôm này. Thật sự luôn. Ra đấy phải cầm 3 lít, chú ở tầm 300 mà không có mà mua. Mỗi thứ làm tí đấy thôi. Mà tôm thì tôm ta, con nó to bằng ngón tay cái. Tôm tự nhiên không chăn thả thiết gì. Nước này ở đập nó đi từ đâu vào anh? Đấy, những quả đồi này nó chảy xuống. Sao có nhiều tôm thế cơ? Ừ. Mỗi ngày anh nhớt đây anh thả chục cái mỗi ngày được tầm 2 cân ấy, gần 2 cân. Nói chung cứ bò bê các thứ mỗi ngày làm triệu hơn triệu là ổn rồi, hơn người đi làm công ty rồi. Thật cứ loanh quanh nhà thôi. Nhưng mà ở nhà được cái là không chân bò chân bê không đi đâu chơi được. Chỉ nhà. Trước đúng thanh niên nghịch lắm, nghịch nhất làng. Quay lại chân bò. Tí anh phải đi cắt cỏ giờ. Nói chung nhiều việc lắm. Thuê người chặt gỗ trong kia nữa cơ. Quanh ra quanh vào. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi anh nhỉ? Anh cũng không rõ rồi, để xem. Chủ nhật đúng không? Ngày chủ nhật anh mà. Anh xem đi. Ngày 19. Thực tế là em hẹn anh chiều ngày hôm qua, rất xin lỗi anh, hôm qua có việc đột xuất thế là... Công việc ở nhà thì đấy, em không xuống anh được. Làm thôi, làm đấy trong kia. Thì trước hết em cũng rất là cảm ơn anh, ngày hôm nay đã... tạo điều kiện cho em cũng như chương trình Nông Nghiệp Vàng đến để tăng nghiệp ghi hình tại cái cơ sở nuôi bò Vũ Béo, và cũng anh có cả một trang trại nuôi bò nái nữa đúng không? Bò nái sinh sản nữa. Thì lời đầu tiên để tìm hiểu thêm thông tin của anh cũng như là bà con trên khắp cả nước biết về anh, có thể giới thiệu qua về thông tin của anh cũng như là cái tổng quan mô hình anh đang chăn nuôi như nào được không ạ? Anh thì thông tin của anh là anh tên là Trương Công Hậu. Sinh năm 1992 ở Bảo Sơn, Đồng Nam, Bắc Giang. Đấy. Còn phương thức chăn nuôi mới lại ấy chăn nuôi là mình nhà mình nói chung là vừa mới xuất chuồng là dạo vừa rồi là có tầm 33 con là bò nuôi sinh nuôi thịt. Bây giờ là hiện tại đã còn 8 con. Ở nhà mình thì thực tế là chỉ có hai mẹ con thôi. Đấy cứ mỗi mình khác tự chăn đấy, tự ấy thôi. Đấy, mới lại một trang trại gọi là bò sinh sản ở bên ngay trên đập nữa. Đấy là tí nữa anh em vào sau. Bây giờ đang là 15 giờ 34 phút. Thì trước hết thì mình sẽ phân tích qua một chút về cái bò Vũ Béo ở đây trước nhé. Vũ Béo.
Thì đến nay anh và cũng như là bác đang chăn nuôi con bò vỗ béo được bao nhiêu năm tất cả rồi? Thì mình mới va vào lần đầu thôi. Đấy, nhưng mà lần đầu là đúng dịch Covid là mình bắt đầu chăn, là làm liều, là chăn thử. Nhưng mà cũng may sao là nhiều nhà là người ta lỗ, nhưng nhà mình hòa. Đấy là mình chăn là được hết 14 tháng ấy, là 33 con là đạt tiêu chuẩn là hơn 6 tạ hết. Đấy, thì nhà người ta chỉ được có 5 tạ mấy, với lại 5 tạ 1, 5 tạ 2 thôi, nhà mình trên 6 tạ. Em nghĩ là bà con cũng sẽ rất là quan tâm về cái chế độ dinh dưỡng của anh trong một ngày này, khi mà anh nuôi bò vỗ béo. Những cái lứa đầu tiên thôi, tức là gần như đây là lứa, không phải gần như mà chắc chắn đây là lứa đầu tiên của anh. Đúng mà rồi, bò biểu đã đều trên 6 tạ, cả 33 con như thế, thì anh có những cái bí quyết chăn nuôi như nào mà để bò nó đều như thế anh? Nói chung là kết hợp là chỉ có cám với lại cỏ, với lại cỏ ủ, rồi thì men vỗ béo các thứ rồi mình có đầy đủ hết ở trên trang tính. Tí nữa về mình sẽ so xem trang tính và ghi lại thống kê và sau để lưu lên về cuối cho anh em ấy tham khảo. Em cũng đang hơi thắc mắc ấy, vì sao mà trong rất là nhiều các ngành nghề ấy, đấy mà trước đây anh từng làm công việc gì rồi, một cái cơ duyên nào mà anh đến với cái ngành nghề nuôi bò vỗ béo này? Nói chung là mình thì nhà thì cũng không có gì, nhưng mà đi làm công ty, thế là đùng cái là về chăn bò. À, đi công ty là bị người ta nói nhiều quá nên mình muốn về làm ông chủ là mình phải về nhà chăn bò. Đấy, tự mình khắc mở ra thì nói chung là chuồng dự tính là 5 mấy con, nhưng mà lúc đấy là hết vốn rồi, mình không ấy nhiều. Và được có 33 con. Anh có thể làm cho em một cái bài toán cụ thể để duy trì đàn 33 con như thế, thì cái tổng số tiền, thì không tính tiền bán bò đâu nhá, vì đây rất là thực tế, bà con anh chị có thể thấy là tôi và anh đang ngồi tại chuồng bò luôn, và đây cũng là bò gần như xuất gần hết rồi, chỉ còn có 8 con thôi. Đấy, anh có thể làm cho em một cái bài toán kinh tế. Muốn hỏi câu hỏi đầu tiên trước là cái chi phí dự trù để nuôi được 33 con vỗ béo trong 14 tháng như của anh đã phải bỏ ra số tiền là bao nhiêu? Nếu mà trong những lứa sau được cải tiến hơn, anh mình sẽ làm ở cái khâu nào anh? Nếu mà dự trù ấy là mình phải dự trù tầm 1.4 tỷ. Đấy, thứ nhất là bắt bò là mình bắt đúng cái thời điểm đắt, là giá 25 đi, 33 con thì tính lên nhân lên nó cũng phải rơi vào hơn 800-900 rồi. Đấy, mới lại tầm độ 300-400 tiền cám nữa. Đấy, chỉ hai cái đấy thôi. Còn cỏ là mình, nhà mình tự có, mình trồng tầm độ 2 hát cỏ cơ. Đấy, còn đến mùa mưa này thì bắt đầu là cỏ nó tốt, thì mình cắt, mình ủ. Em cũng rất là lạ đấy, vì hiện tại em vào trang trại của anh thì em đang thấy cái giống cỏ này nó đang hơi khác một tí đấy. Đây giống cỏ gì ạ? Đây là cỏ voi xanh Đài Loan. À, voi Đài Loan. Nhà mình trồng không phải bón nước gì, trồng nó tự nhiên tốt, nó không như nhà khác. Nếu mà với cái chi phí là 1.4 tỷ như thế nhé, hiện tại nếu anh bán hết cái lứa này thì chắc cho anh vẫn nhập tiếp đúng không? Vâng, bán. Và anh nhập tiếp thì nếu mà được cải tiến về cái khẩu phần thức ăn trong cái lứa tới này thì anh có lưu ý gì cho bà con, hay cũng như anh có cái bí quyết, tức là học hỏi những kinh nghiệm đúc rút từ cái lứa này không? Để tiết kiệm chi phí hơn ấy. Có, sẽ có cái tiết kiệm chi phí hơn, thì thứ nhất là cái bò tầm từ mình bắt về là người ta đã được 6 tháng rồi. Đấy là bò B 6 tháng, là mình bắt về mình nuôi tầm 8-9 tháng. Là cái thời gian và giai đoạn đấy là mình cho ăn cỏ nhiều. Vâng. Thứ nhất là cỏ ủ với cỏ tươi. Còn cám mình sẽ cho ăn ít hơn. Vâng. Đấy, còn loạt thứ hai là bắt đầu là mình bắt đầu vào cái giai đoạn vỗ béo là mình sẽ tiêm chọc ấy, là mình sẽ phải tiêm một loạt, là tiêm tẩy sinh sáng các thứ. Lần thứ hai bắt đầu mình vỗ, là vỗ theo cách thức là cám là 4,5 cân một ngày một con. Đấy, còn cỏ là nó rơi vào tầm 30 cân một ngày, cỏ ủ tầm 10 cân. Đấy là mình mới chăn ba loại đấy. Đấy, kèm theo ấy là bã bia tầm độ 2 tạ, nếu mà 30 con trên một ngày. Đấy, còn cái thực tế tí nữa mình sẽ gửi cho cái bảng tính luôn, cái bảng khẩu phần ăn. Trước khi nuôi là anh cũng trong quá trình là anh cũng lên cái phương án trước rồi đúng không? Đúng rồi, nói chung là tham khảo người ta, là cái con bò thường thường là ăn một ngày hết bao nhiêu tiền
cám tiền kiếp là mình phải tham khảo những cái trại lớn, trại liếc, trại nhỏ là mình xem. Tức là không phải ngẫu nhiên mà anh nuôi, mà trước khi nuôi là anh cũng có lên hẳn cái bản Excel. Vâng, về khẩu phần ăn cho một ngày anh dự trù tất cả, chuẩn bị số vốn bao nhiêu. Đấy. Thì anh mới quyết định là anh tức là để từ cái đó thì mình mới quyết định là mình nuôi được bao nhiêu con, đúng không? Đúng rồi. À thì cũng rất là hay đấy. Nói chung là lúc nhiên. Nói chung là lúc đầu thì cũng không phải là quyết định, vì lúc đầu nó chỉ có tầm độ dưới 1 tỷ thôi. Nhưng mà tiền cám tiền kiếp là mình cứ đi hỏi các bác các bá này, bắt đầu xoay về mình đập vào tiền cám. Mình không nghĩ là con bò nó ăn nhiều cám đến thế. Đấy cũng có thể là những cái khó khăn ban đầu trong quá trình là nuôi bò những lứa đầu tiên. Đúng rồi, lúc đầu là nói chung là mình thiếu vốn. Nói chung là chỉ có tầm đấy thì mình thiếu. Ba con là anh bây giờ anh bán 25 con rồi nhỉ? Ừ, ba con là bán 25 con. Là kinh nhờ anh nuôi biểu trung bình trên 6 tạ là cũng rất là đạt đấy chứ. Đúng rồi. Thế hiện tại cái tổng không chưa tính trừ chi phí đâu nhé. Tổng bây giờ 25 con số tiền cầm về tay được khoảng bao nhiêu rồi? Là 1 tỷ 2 rồi. 1 tỷ 2 là cũng còn có khoảng 200 triệu thôi anh nhỉ? Đấy còn khoảng 200 nữa thôi. Nhưng mà nói chung là đàn này thì 48 con này nữa thì chắc là xô rồi tại. Vì 8 con này là 8 con nhỏ, xô chắc là nó cũng phải được tầm 400 nữa. May ra mình được một ít. Mình được gọi 200. Là coi như là mất tiền công của nhưng mình. Nhưng mà cái chính là mình có kinh nghiệm rất là dày dặn rồi. Đấy, trong một lứa thực chiến như thế là ngoài ra nữa thì cái thời gian vừa rồi đây. Ừ. Anh bán bò thì được giá bao nhiêu anh? Nói chung là trước Tết là mình bán một lứa là 12 con, là giá nó chỉ có 82 thôi. Vâng. Đấy còn thấp anh nhỉ? Đúng vừa hôm kia mình bán là 13 con là giá 83. Là cân là 10 con là được 6 tạ 1. Thế này 3 con kia, 3 con nhỏ thì nó cân chỉ được 4 tạ 6 thôi. Vì mình bắt đàn này là kiểu bắt xô ấy, nó không được đều. Lần sau nó đi mua bùa là cứ con đẹp mình bắt, mình không bắt cái kiểu con bé, con to thì sau về vẫn phải lọc đi hết rồi. Đấy cho nên là phải bắt hết đều từ lúc đầu luôn. Giá bò bây giờ vẫn đang thấp anh nhỉ? Vâng. Đối thấp nữa. Là... giá bò bây giờ thấp thì giá B nó cũng thấp thôi. Bây giờ nếu mà vào B thì nó chỉ 16-17 triệu một con thôi. Nhưng như đợt năm ngoái là vừa Covid vào bò nó lại đắt. Bò nó 25-26 cơ. Mua cái đàn này trước là mua xô. Là bò là xô 2 tạ, 2 tạ 3 hay là rơi vào giá 25 triệu, 26 triệu một con. Xít 26 triệu. Khi mà anh bắt đầu anh khởi nghiệp với cái ngành nghề nuôi bò đấy, ngoài cái khó khăn là anh không dự trù, anh không tức là dự trù được cái tiền cám ra đấy, dẫn đến trường hợp là mình phải xoay chỗ nọ là vá chỗ kia, thì ngoài cái vấn đề đó ra thì anh thấy anh còn gặp cái khó khăn gì trong cái vấn đề là khi mới khởi nghiệp nuôi con bò này không? Là con bò thỉnh thoảng nó hay bị ốm. Ốm vặt ạ? Đúng. Là nói chung là nó bị tụ huyết trùng là chủ yếu thôi. Mới lại bệnh long móng lở mồm. Nếu mà mình tiêm phòng được là được. Vì đàn bò này thực tế là nếu mà tính theo từ lúc mình chăn đến từ lúc đầu đến bây giờ ấy, là rơi tầm 6 con bị ốm. Đấy là ốm kiểu như theo giai đoạn tháng này nó bị một con, tháng sau nữa nó bị một con ấy. Là mình biết cái bệnh ấy rồi là mình dự phòng thuốc. Hoặc là gọi thú y vào người ta tiêm cho. Đó là hai yếu tố chính, một là không dự trù tiền cám, không nghĩ con ăn nhiều thế. Nhưng mà từ khi mà nó bé anh cho thúc cám viên nhiều không hay là chỉ... Nếu mà đàn này thì từ bé mình thúc nó cũng nhiều cám. Nhưng mà nếu mà bây giờ trong các lứa sau anh có thúc thế không? Hay anh sẽ ăn mình sẽ cho ăn ít cám đi. Ít cám đi và đấy. Tăng thô xanh lên nhiều hơn đúng. Đúng. Bởi vì con bò là để cho nó cái bụng nó to ra chứ rồi. Không phải là ăn cám vào để cho nó co cái dạ ấy. Bởi vì chắc là em quay một chương trình em cũng có nghe các anh chia sẻ thêm là cái ví dụ thể tích nó khoảng 30 lít chẳng hạn. Đấy đúng rồi. Đấy thì nó sẽ đựng cỏ đầy xong thế như thế mình ăn cỏ cám như thế thì mình phải cân đối để nó phát triển khung xương trước. Trong cái thời gian và quan trọng nhất là 3 tháng cuối thì bắt đầu mình mới thúc cám ấy. Đúng rồi, chỉ là... không. Nói chung là tầm độ thúc ấy. Trong vòng tầm 5 tháng, chứ 3 cuối. Tháng không vượt được mấy đâu. 5 tháng cuối. Đấy đúng rồi, tầm 5 tháng cuối. Vì lúc đầu mình chăn đã mất tầm 3-4 tháng con bò mới lên được 3 tạ hơn 3 tạ. Thì nói chung là bò cứ tầm 3 tạ rưỡi đến 4 tạ là bắt đầu mình vỗ. Đấy là lúc ấy vỗ là cái dạ nó trướng cổ ấy, là cám vào là nó sẽ hấp thu nhiều hơn. Ví dụ như là về cái em anh có đọc cho em cái thành phần cái tỷ lệ ăn trong một ngày rồi
Nhưng mà vì cái chế độ ăn trong ngày thì các từ các cái loại như là bã bia này, cám viên này, cỏ ủ này, cỏ tươi này, đấy thì anh cho ăn vào các cái khung giờ nào trong ngày anh? Mà mỗi bữa cái thức ăn ra làm sao? Nói chung là sáng là mình giao hẹn là chăn vào lúc 7:30 đến tầm 8 giờ. Đấy là mình chăn một phát là hết một loạt luôn, nó ăn cám với bã bia trước. Đấy, sau đó là mình đổ cỏ ủ với lại cỏ tươi. Đấy, còn có rơm thì mình cho ăn thêm, thế thôi. Còn buổi chiều nó rơi vào tầm 4:30 đến 5 giờ là mình chăn, là nó ăn đến tầm, ví dụ ăn cám là đến tầm 6 giờ, cám với bã bia đến tầm 6 giờ là nó hết. Đấy, xong là đổ cỏ với lại cỏ tươi, cỏ tiếc là mình băm, là nó ăn đến tầm 9 giờ, xong cho rơm uống nước. Đấy là xong nó đến ngủ, đến sáng là nói chung là chăn vào đúng khung giờ ấy. Người chỉ có một người chăn này mà người khác đi qua bò không bao giờ dậy, chỉ có người chăn đi dậy thôi, ra ăn cửa bắt được kêu ập mình nghe biết rồi. Ừ, kiểu như biết ấy, hay là ngoài ra kiểu cái đúng mình, khung giờ đấy, đúng kiểu enzyme trong dạ dày nó tiết ra, nó biết là lúc đói nó được ăn, cho nên là ăn cứ đúng giờ là kiểu gì con bò nó phát triển cũng hơn. Thì đấy cũng là một lưu ý rất quan trọng đấy, không thể nào là hôm nay cho ăn 7 giờ sáng mai lại 8 giờ sáng chẳng hạn. Đấy, xong lại 9 giờ là không được. Mình nên cho ăn ở một khung giờ cố định trong một ngày đấy. Như anh là một ngày 2 bữa, một ngày 2 bữa đấy. Tất cả các loại thức ăn đó anh có trộn lẫn vào với nhau không, anh cho anh không anh rời dài anh đây ví dụ chuồng anh làm như thế này thì anh sẽ lên là anh rắc luôn cám thẳng ra máng này, cám cho ăn trước ăn sau ấy. Đấy, cám đổ trước xong đổ thẳng bã bia lên là cả cám bã bia là nó ăn lẫn nội đấy. À, xong xuôi là mình cho cỏ nó ăn tươi. Nếu mà cám với bã bia nó ăn chỉ trong vòng 30 phút là hết thôi. Vâng. Đấy, xong mình băm chở cỏ về, băm cỏ là vừa. Băm cỏ ở Đài Loan kia đấy. Đấy, mình băm cỏ ở ngoài kia. Sau đó mình giải tiếp. Thế cỏ ủ anh cho ăn khi nào? Ừ. Cỏ ủ cả lẫn với cỏ tươi luôn. À, cho ăn lẫn luôn. Ừ, cho ăn sau cỏ tươi để ví dụ như cái cỏ tươi nó ham ăn không? Là cái cỏ ủ nó ít ăn. Thế là cái lúc mà nó ăn cỏ tươi xong ấy, một lửa là mình đổ lên xong là mình rắc vào là nó kiểu như ăn cái này ăn cái kia ấy. Cái thứ hai nữa là hiện tại nhá, em thì em không chăn nuôi bò bao giờ đâu. Ừ. Nhưng mà đa phần đến 90% em quay các cái trại đang có một công thức là thường khi mà cỏ ăn xong bã bia này, rồi cám viên, cỏ ủ, cỏ tươi xong là cứ cuối bữa là cho một cái nhúm rơm đấy để cho nó. Ờ, đúng rồi, nếu mà thì như anh có áp dụng đấy không? Nếu mà mình có rơm thì mình cho ăn rơm, nhưng mà mình không cho ăn kiểu đấy, con bò nó ăn xong ấy tầm 1-2 tiếng ấy thì mình mới bắt đầu cho rơm, chứ không cho ngay được, cho ngay vì cái bụng nó chứa không sao được. Nhưng mà anh có cho ăn rơm không? Có, mình vẫn cho mà. Vâng. Một năm mình mua tầm độ 1.000 quặn rơm. Nó để trên kho trên kia 1.000 quặn xong là chăn hết đủ 1 năm thôi. 1.000 quận là cho 33 con đấy. Đấy. À, hay là cả chuồng sinh sản trên kia? Không, đấy là độc chuồng nhà mình nha. Sinh sản trong kia là lấy tầm 200-300 quận thôi. À, vì trong đấy là bò sinh sản thì có thể thẳng mình thả được. Cái giá mà anh nhập rơm là bao nhiêu? Nhập rơm là 35.000 một quận. 35.000 một quận, để anh nhập 1.000 quận là hết khoảng bao tiền nhỉ? 35 triệu thì tính ra là ăn trong 1 năm, à, đâu ăn trong 14 tháng ấy nhỉ? Ừ, ăn trong 14 tháng. Thế là mỗi ngày anh cho ăn mấy quận? Mỗi ngày là rơi vào tầm 3 quận. 3 quận đấy. Ba quận và sau khoảng từ 30 đến 1 tiếng sau khi mà ăn, sau kết thúc bữa tối. Đấy, đúng rồi. Thì mình sẽ cho ăn thêm rơm. Đúng rồi. Để đấy là cũng có những cái yếu tố rất là hay. Và ban nãy thì anh cũng có nói với em là năm nay nuôi bò là chỉ hòa thôi. Hòa và hóa ra ví dụ được công nó không được bao nhiêu cả. Vì đúng là rồi, nó giá bò rất là thấp nhưng mà bù lại được cái tiền phân. Thì anh phân tích cho em thì cụ thể cái phân ở đây như nào được không? Thứ nhất là cái phân ý là mình phải thuê người làm, là thuê người ta hót ra xong đóng bao. Ví dụ như năm nay ấy, là chăn hết một lứa là 33 con, là bán cái tiền phân nó rơi vào được tầm hơn 100 triệu. Đấy, ngoài độc tiền phân. Vì khu là ngoài này người ta trồng đào nhiều là mình bán cứ 25.000 một bao, vẫn cái bao cám nai vàng này mình đựng luôn. Đấy, nói thẳng luôn. Là cứ 25.000 bao thuê người ta đóng, mình không phải việc đóng gì hết. Tức là cái người trồng cây người ta tự đến đóng. Ừ, người ta tự thuê, mình bảo thuê người đến, người ta tự đến người ta đóng. Đấy, mình nếu mà người ta tự đến ấy, thì mình bảo là 20.000 một bao thôi. Thế là làm cho người ta có ấy. Thì anh Hậu có thể cho em biết là sau khi kết thúc cái lứa này rồi thì trong tương lai thì anh có định nhân thêm đàn nữa hay không? Hay là anh vẫn giữ nguyên cái số lượng đàn này và anh cảm thấy cái ngành nghề chăn nuôi bò trong thời gian hiện tại nên bà con có tiếp tục tái vào đàn tiếp không, để phát triển tiếp không? Dự tính của mình trong năm nay là vào tầm độ 50 con đến 60 con là cho nó vừa cái chuồng này.
làm sao cho nó đầy đủ, vì giá bò nó rẻ. Bây giờ mà mua tầm 50 đến 60 nó chỉ rơi vào tầm 600 thôi. Ông có ngồi đây ạ? Vâng, ông ngồi đây ấy, ông kiếm ghế. Làm việc cứ làm. Ông vào đây ông chơi. Ông đã ăn xong. Tao chỉ ngồi tiếp. Đấy, hôm nay có việc gì đâu, hôm nay có cô chị gái thôi. Đây là bảo quay xong lúc anh em đi ngủ. Ôi trời. Mấy cả là ban nãy em đã nói dở thì coi như là thì chắc là trên dưới cái lứa này của anh được khoảng 300 triệu 14 tháng. Không được, nói chung là được ít thôi. Còn trừ vào tiền công nữa chứ. À cả công. Ừ. Nhưng mà đấy mình chưa tính cả công của mình thì cái số rơi ra xong 14 tháng. Công của mình vẫn phải tính, như bây giờ nếu mà không tính là lỗ. Đấy. Lỗ ban đầu. Đấy thì đây cũng là cái yếu tố rất thực tế, anh cũng là một cái nông hộ mới khởi nghiệp nuôi cái lứa đầu tiên thôi. Nhưng mà đã có được những cái bài học thực chiến, gần như là anh rất là táo bạo đấy. Mình thường nhìn thấy bà con khởi nghiệp nuôi bò ấy, sẽ kiểu nuôi 5 con, 10 con, cùng năm 15 con. Anh một phát là anh nuôi 33 con trong cái chuồng vỗ béo này luôn. Anh có sinh sản kia anh nuôi lâu chưa? Sinh sản kia cũng lâu rồi, năm ngoái rồi, năm kia rồi. Cùng cái đợt này à? Sinh sản là có bao nhiêu con này? Sinh sản tầm hơn 20 con. Thế là một phát là anh cũng nuôi 5, 3, 4 con rồi gì nữa. Vâng, thì đây anh là làm quả hơi ao liệt mới xem 92 cái. Anh vợ con đấy chưa? Anh chưa. Thế thì đây bà con nên ủng hộ xem chương trình thì chị em nào mà muốn kết nối với anh, đây là một thanh niên cực kỳ gọi là đáng để lấy làm chồng. Cháu nhân lúc có ý chí khởi nghiệp đấy. Anh thì đây đang ở địa chỉ mình cụ thể đây là đâu anh nhỉ? Đây là mỏ 1 Bảo Sơn Đồng Nam. Đấy thì nếu mà chị em xem hay là các em, các chị hay là... Chú xem cô nào thì bây giờ giúp tôi cái, tôi làm mầm lắm. Chị nào để ý đây, anh Hậu xem 92 đây đang... Đang ế rồi. Đang ế rồi đây, nhưng mà lại được cái bù lại thì lại có một cái sự nghiệp rất là hiện tại, những cái bước đầu rất là tốt. Tao để trực tiếp đây, đây là những cái con bò chuẩn bị xuất đây. Đấy, hiện tại cái con 8 cái con sót lại này thì bây giờ biểu trung bình thì bao nhiêu rồi anh? 56. 56 ạ. Đấy, xô 5 tạ 6 đấy. Vâng. Có bé có to thì nó xô bù vào. Ví dụ như con này tầm 58-60 rồi. Rất là to. Nhưng mà trong các lứa tiếp theo mà như anh bảo đây được chọn lại bò thì mình sẽ chọn là như con ví dụ như anh chẳng hạn. Với anh thích những con bò hay là cái kinh nghiệm của anh chọn bò, anh sẽ thích cái con bò như nào anh? Để nó anh nuôi nó được cân nó đạt đi. Ví dụ lứa sau là mình sẽ chọn bò là bò chân tay to này, cao to, dài. Vâng. Mình sẽ nuôi chứ không nuôi những cái loại kiểu như là cổ thụt, cổ thiếc, sau nó sẽ thành như thế này, người ngắn ngủn. Đầu tiên là trường người đấy. Đúng không anh? Chân tay cao dài trường người. Đấy, đúng rồi. Ngoài ra thì như anh Hậu thì anh có thích cái yếu tố những con bò như nào nữa không? Ví dụ như là về cái khoang khoái cổ ngực hay là mõ mình sẽ như nào? Nói chung là khoang khiếc là không cần đâu. Cổ thì cổ dài chiếc. Nói chung là mình thì mới chọn bò thôi. Còn sau này thì đi thì sẽ có thợ đi cùng nữa. Thế là bởi vì là mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều đâu. Đúng rồi. Đầu tiên mà. Vẫn phải gọi người đi cùng để gọi những người người ta hay mua là mình đi cùng là cho nó dễ. Như cái lứa đầu tiên như cái lứa này của anh nhá, thì khi mà anh mới mua về thì anh có làm những công tác với vaccine như nào không? Có thể chia sẻ thêm cho em được không? Nói chung là bắt đầu bắt và là mình phải rốt lại. Sau đó là mình tiêm. Tiêm chọc, tiêm phòng ấy, gọi là tẩy giun sán rồi thì tụ huyết trùng rồi thì nói chung là các bệnh gọi là long móng lở mồm. Nó có 4 loại ấy. Đây, như con này anh không thích lắm đúng không? Con này đúng rồi, con này kiểu như là bắt về bắt xô cả đàn thì nó về sẽ có con nhỏ con to ấy. Về. Sau mình sẽ không bắt cái kiểu xô nữa, mình đi con nào đẹp mình chọn. Đây cũng là yếu tố rất là thực tế về cả thì thà hơn 1-2 triệu còn hơn sau này nó kém đi hàng 1-2 tạ đấy. Ví dụ như con này bây giờ được tầm độ 4-5 tạ, nhưng con này được 6 tạ thì 1 tạ nó sẽ hơn mình bao tiền. Đúng rồi, chính xác đấy. Cho nên là không tiếc gì thì 1-2 triệu lúc đầu mình bắt con B cả.
Nhiều khi là mình kiểu cứ tính ra hóa non đúng không anh? Đấy, cứ bảo bắt cả đống ra. Mới đầu nó cũng chưa có kinh nghiệm. Không thấy thế là ví dụ như lúc đầu tiên là mình cứ nghĩ là đi bắt rồi thôi cứ tiếc vào một vài triệu nên thành ra là cứ sót, nhưng mà cuối cùng lại thành những cái con này bây giờ lại thì một đôi trăm cân là nó cũng 150 cân đấy. Cả một cái khoản tiền lớn đấy nhá, cả một vấn đề. Nếu không đúng thôi vì chú nó bảo là bây giờ có con nó 6 tạ, có con 4 tạ 8 nó hơn nhau bằng 2 tạ. Nó hơn nhau 16 17 triệu thì bảo thế là hỏng thôi. Đây đàn bò khi hôm đầu còn đủ đây chứ. À đây 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 đàn bò đủ đấy. Nhiều vâng, đẻ nhiều. Kinh khủng rồi. Thích nhỉ, ba con này nó chật kín chuồng này về. Cái phần trang trại nhà nó thì đây, trang trại nhà nó đây. Trang trại lúc mới xây đấy ạ. Đấy, trang trại đó. À vâng, à, không con có xem rồi. Đấy, thế còn bên trong cái còn một cái khu vực để trồng cỏ, trồng ngô cho. À em quên, em chưa hỏi anh ban nay đây, ví dụ như là với cái diện tích anh nuôi để nuôi năm mấy con như này đấy. Cả bên sinh sản mà, cả bên vũ béo này thì cái diện tích cỏ anh phải trồng tất cả là bao nhiêu anh? Diện tích trong kia đấy. Thực nó phải tầm 2 hát rưỡi. Để à. Cho để hơn năm mấy con đấy. 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 Đây là ngô, trồng ngô để cho bỏ ăn. Phải 2 hát rưỡi đúng không? Vâng, phải tầm 2 hát rưỡi trở lên. Thiếu đấy. Không là thiếu. Đây là cái vườn ngô ở trong kia. Vâng. Chứ còn đây là cỏ ấy thôi. Nó trồng cỏ voi Đài Loan này, cái mùa mưa này nó lên như cây mía luôn mà. Con ủ cỏ là anh để ở đâu? Ủ cỏ là mình để trên kho trên kia. Anh ví dụ như là với mùa đông anh phải ủ khoảng bao nhiêu bao để cho nó đủ với cả? Mùa đông là nếu mà rơi vào tầm 30 con là chuồng vụ béo này thì nó phải đạt đến tầm độ 20 bao thì mình mới đủ được qua cái mùa đông. 20 bao đấy là còn xô thay đi thay lại đấy. Cũng rất là táo bạo đấy, như em thấy anh một phát là khởi nghiệp cái nuôi là 33 con vỗ béo, hơn 20 con sinh sản, cũng về kinh khủng khiếp. Thì tí nữa mình sẽ vào cả chuồng sinh sản mình xem nữa thì để có nhìn cách khách quan hơn. Từ cái trải nghiệm nào mà anh lại có cái suy nghĩ táo bạo đến như thế, năm mấy con cả. Nói chung là đi làm công ty bị người ta chửi nhiều quá thì phải làm cáu và lại tự làm. Thế tính anh là hợp làm chủ rồi, không